tên của bé là phải ghi chữ in hoa. Cái gì mà nhiều quá vậy? Cái này không quan trọng, bỏ trống đó rồi. Anh phải điền đầy đủ thông tin thì bé mới dễ tìm được gia đình phù hợp. Cô ta có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác sao trời? Vậy là phần điền thông tin cũng đã xong. Bây giờ anh về chờ trung tâm hẹn để tiến hành bước tiếp theo. Dạ. Cảm ơn chị. Không có gì. Xin phép cô tôi về. Chào anh. Người hướng dẫn gì mà không thân thiện gì hết, chưa kể mà đẹp trai như vậy. Anh biết em quên. Chị xin lỗi em. Anh xin lỗi nha. Dạ không có gì. Chị xin lỗi. Đi vô bà xã, đâu có gì đâu mà gấp. Anh chị cần gì ạ? Sao giờ này chưa về? Dọn dẹp xong mới về được chứ. Đạo đức nghề nghiệp quá ha. Chứ sao trời. Ê, nhà tôi. Muốn làm gì làm. Tôi chủ nhà mà. Nói nghe này nè, hay là giờ đậu bắp nó nhớ mẹ nó quá, mình làm cái gì cho nó đỡ buồn ấy. Chứ giờ nít nó buồn dễ bệnh lắm. Làm cái gì? Làm gì cho nó vui á, ví dụ như là sửa phòng nè, trang trí lại phòng cho nó. Con nít mà, buồn đó là vui đó. Thì trang trí phòng lại. Phòng nó giờ chả có tí thì gọi là phòng của con nít hết. Làm cho nó vui. Tôi không có thời gian. Không có công sức đâu, tí mà. Tí. Màu mè, bày vẽ vừa thôi. Làm cái gì đâu bận biểu. Mệt quá à. Làm có tí bận bấm thoại đúng hơn. Nói chuyện với anh điên máu. Về nha. Bye. Không về vẫn để con ngủ lại. Ai thèm. Nhớ đóng cửa đó. Có nào là bỏ trốn luôn. Ông yên tâm đi. Hồi nãy tôi thấy em nó về nhà rồi. Nó chưa có ra. Phải không? Mà ông có đem đồ chơi đi không? Có. Đồ chơi lúc nào cũng có sẵn. Mà tao nói mày nghe, người ta đàn bạn gái cần gì phải dùng biện pháp mạnh. Đành rằng là như vậy. Không đã là con nợ, thiếu tiền thì trả vậy thôi. Đã lâu quá. Đây là để nó vô kìa. Nó tới rồi. Ui. Sao cô em? Cô em để cho bọn này chờ cô em. Hơi bị mệt lắm rồi nha. Bây giờ tôi... Sao? Tôi trả tiền cho mấy anh không quậy nữa đúng không? Tất nhiên thôi.
Nếu mà trả tiền đàng hoàng ai quậy làm gì? Sao? Vậy tôi trả tiền. Nó ngoan ngoãn ngay từ lúc ban đầu cũng vậy. Nó dễ hơn không? Nó có chuyện xảy ra đúng không? Nhiều á? 20 triệu. Cái gì? 20 triệu? Cô giỡn mặt với tôi hả? Thì ba tôi mượn 20 triệu tôi trả 20 triệu đúng rồi. Đành rằng là ba cô mượn 20 triệu. Nhưng mà đó là tiền vốn. Còn 30 triệu tiền lời đó. Cô đừng có giỡn mặt với tôi. Tiền tôi cho mượn không phải là từ thiện đâu nha. Nói cho cô biết. Dù sao tôi cũng không phải là người mượn. Bây giờ anh muốn đòi tiền lời tiền lãi gì đó anh đi tìm ổng đi. Tiền tôi cho dai nóng. Không phải là muốn trả sao trả đâu. Biết chưa? Số tiền này tôi lấy. Còn phần còn lại nên kiếm trả cho tôi. Còn không hãy cẩn thận coi chừng thằng em cô đó. Có hiểu chưa? Nhớ lắm. Đầu óc. Dạ. Con sao vậy? Dạ không có gì. Không có gì sao cứ quấn cái khăn nãy giờ. Nó bị cái gì vậy trời? Đầu óc. Dạ. Con thấy trong người không được khỏe hả? Dạ không, con bình thường. Đầu óc ơi, cô tới rồi nè. À, cô Hân. Nay con sao rồi? Sáng giờ con làm cái gì? Dạ con chỉ nằm thôi à. Mới đây nói chuyện không nên hơi. Cái thằng này làm mình tưởng nó bệnh thiệt. Không làm gì hết hả? Đi chơi gì? Chơi rồi chơi đi. Dạ. Đi chơi lắp ráp đi. Ủa? Mấy con siêu nhân luôn hết rồi. Dạ. Ở trên lầu. Đi lấy ha. Dạ. Đi. Trời ơi trời, làm như tôi tàn hình vậy. Ôi, tôi chủ nhà mà. Yeah, yeah. Chết rồi, chết rồi. Bây giờ lấy con nào bây giờ? Con này được không? Con này bay được không? Không, con này có thể kẹt cho nhỏ nè. Chị đứng đấy hả? Vậy là nó bay được. Ai chú Khải vậy? Ừ. Chú Khải. Ừ. Ôi, tôi bắp con nhớ chú không? Nhớ. Ừ, à đây đây đây. Chú có mua bút chì màu với cả sách tô màu cho con này. Có thích không? Dạ thích. Ừ. Dạ cảm ơn chú Khải. Ừ. Lẹ lẹ ra đây chú ôm nha. Dạ. Chú nhớ lắm rồi đấy. Nè. Muốn thì ôm tao nè. Mày đặt. Làm như hay lắm á. Con nít mà thích cái gì chiều cái đó làm có tốt đâu. Mày có mỗi bút chì với cả giấy vẽ thôi làm gì mà căng. Ừ đúng rồi đó. Người kỳ cục kêu làm chút chuyện nhưng bé vô cũng không làm nữa. Ê, tôi làm quá trời nhiều luôn nha. Mà hai người đang nói chuyện gì đấy? Em nhờ ổng sơn lại cái phòng cho đậu bắp với phòng nít gì mà không thấy giống phòng nít gì hết trơn á. Mà giờ này con bé đang buồn làm cho nó vui cũng không chịu làm. Ờ, thì con nít mà buồn đó rồi lại vui đó. Vui đó rồi lại buồn đó hả? Không. Tao thì Hân nói đúng rồi đấy. Mày đi trang trí lại phòng cho đẹp đi. Người đâu mà cổ hủ cứng nhắc à? Hay là mày lười? Chứ còn gì nữa. Ừ, mệt quá, tôi đi làm á. Mày nó lẹ đi. Để tao ôm đồ bắp đã rồi đi. Đồ bắp chú ôm cái nào. Lẹ đi. Làm màu.
Tôi sắp đám cưới rồi, tiền bạc bây giờ cũng lu bu lắm bà ơi. Ừ, tôi có nhận được tin nhắn của bà, nhưng dạo này tôi cũng kẹt lắm. Mẹ tôi đang nằm viện, tôi còn phải gửi tiền lo cho mẹ nữa. Ừ, trời ơi, tôi đâu có tiền đâu mà trả cho bà. Tiền ăn cũng không có nữa. Thôi bà để cho tôi ít hôm đi. Khi nào á tôi có tiền cái tôi trả cho bà. Vậy chừng nào mà bà có bà gọi cho tôi liền nha. Yên tâm nha. Khi nào tôi có tiền là tôi gọi cho bà tôi trả liền. Tiền tiết kiệm của mình cũng không đủ nữa. Vay thì được có vài ba triệu cũng hết chỗ để hỏi vay rồi. Không trả sớm thì lãi mẹ để lãi con. Mình sẽ ngập nợ với tụi nó mất. Làm sao đứt nợ một lần. Ai cho tôi tiền đi trời ơi. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.